Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lỗi liên quan đến Nvidia nhé. Đây mình sẽ click vào game để cho các bạn xem. Khi các bạn click vào game ấy, thì nó sẽ hiển thị cái lỗi liên quan đến C Windows System 32 NVSPCAP.dll. Cái này ngoài các bạn click vào game thì các bạn còn click vào rất là nhiều các cái ứng dụng hoặc là các phần mềm, hoặc đôi khi các bạn thao tác ở trên máy tính thì nó đều ra hiện ra cái lỗi liên quan đến C Windows System 32 và NVSPCAP này. Với cái lỗi này, các bạn có thể là click vào ứng dụng thì nó sẽ hiển thị luôn, hoặc là các bạn đang sử dụng các cái ứng dụng hoặc cái phần mềm đấy thì nó hiển thị cái lỗi như thế này. Đó là C Windows System 32 và NVSPCAP. Thì với cái lỗi này mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách để các bạn xử lý nhé. Cái cách đầu tiên đó là các bạn hãy copy cái file đó vào cái thư mục thiếu của nó. Và mình sẽ chia sẻ cái file này ở dưới phần mô tả. Các bạn click vào đây để các bạn tải về nhé. Đây, sau khi các bạn tải về thì nó sẽ có một cái file NVSPCAP này. Các bạn hãy chuột phải để các bạn extract here, tức là các bạn giải nén ra. Nếu bạn nào mà chưa có phần mềm giải nén thì bạn nhớ cài Win ra để giải nén nhé. Sau khi các bạn giải nén ra rồi thì các bạn hãy chuột phải, các bạn copy cái file NVSPCAP.dll này. Các bạn copy. Tiếp theo các bạn hãy vào phần cái thư mục ZPC, vào thư mục của C, vào thư mục Windows. Cái thư mục Windows nó ở cuối cùng. Nó ở cuối cùng các bạn, các dòng cuối cùng ấy. Các bạn click vào đấy, tiếp theo các bạn kéo xuống dưới. Các bạn tìm cái thư mục System 32. Khi mà các bạn tìm được thư mục System 32 rồi thì các bạn có thể chuột phải vào đây để các bạn paste, hoặc các bạn có thể kéo xuống dưới mấy cái thư mục con này này, cái file con các bạn chuột phải, các bạn paste. Khi mà các bạn paste ấy, thì các bạn hãy ấn vào replay. Hiện cái này thì các bạn chọn continue. Rồi, như vậy là các bạn đã copy xong cái file nvspcap64.dll vào cái System 32. Thì bây giờ chúng ta hãy click vào ứng dụng hoặc là các bạn click vào game để xem nó còn báo lỗi không nhé. Như của mình thì các bạn có thể thấy là nó vẫn báo cái lỗi này, đúng không? Thì nếu bạn nào mà đến mức này mà các bạn giải quyết được rồi thì chúc mừng các bạn. Còn nếu bạn nào mà chưa giải quyết được mà vẫn hiển thị như mình thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ hai để các bạn giải quyết cái vấn đề này các bạn nhé. Ok. Với cái cách thứ hai thì bây giờ chúng ta sẽ xóa sạch cái Nvidia Express này đi. Xóa bằng cách nào? Xóa thì các bạn có thể là vào cái phần ZPC và vào cái phần uninstall or change program ấy. Nhưng mà theo mình thấy thì các bạn nên xóa sạch đi. Và xóa sạch đi thì các bạn hãy tải một cái phần mềm về. Đây, chúng ta sẽ vào cái Google Chrome. Mình vào Google và chúng ta sẽ tìm cái phần mềm, nó là phần mềm Revo. Phần mềm Revo Uninstaller này, các bạn click vào đấy. Tại đây thì các bạn có thể vào những cái trang này để các bạn download. Có thể vào trang download.com này để các bạn tải cho nhanh được đây. Các bạn ấn vào tải về. Các bạn ấn đóng. Đây nó sẽ có rất nhiều link tải đây. Chúng ta sẽ chọn cái link trên cùng này, tải xuống. Khi các bạn ấn tải xuống thì nó sẽ có một cái phần mềm tải về. Các bạn chờ một chút. Đây chính là phần mềm Revo Setup đây. Khi nó tải về rồi thì các bạn có thể kích thẳng vào đấy để các bạn cài. Hoặc các bạn có thể kích vào đây. Các bạn kích vào hiển thị trong thư mục. Bây giờ mình sẽ tắt website đi nhé. Đây chính là cái phần mềm Revo chúng ta vừa tải về. Bây giờ mình sẽ cài phần mềm Revo. Kích thẳng vào, ấn OK, chọn Accept, chọn Next, Next, Install. Ấn Finish. Khi các bạn ấn Finish thì nó sẽ hiển thị cái giao diện của cái phần mềm Revo Uninstaller này. Tại đây thì các bạn hãy kéo xuống dưới, các bạn tìm cho mình cái phần mềm đó là Get for Expenser. Đây, các bạn chuột phải, các bạn chọn Uninstall. Các bạn có thể bỏ dấu tích này đi, các bạn ấn Continue. Đây là quá trình nó đang chuẩn bị nó xóa cái phần mềm này. Các bạn ấn uninstall. Đấy, thì đây nó đang xóa này. Các bạn chờ đợi thôi. Bản thân mình thì khi mà mình bị cái lỗi này ấy, thì cái cách đầu tiên ấy, mình cũng hay sử dụng. Nếu mà cách thử đầu tiên mình sử dụng ấy, mà nó không giải quyết được cái vấn đề đấy thì mình sẽ sử dụng cách này. Và mình thấy là cách này khá là hiệu quả các bạn nhé. Bởi vậy đây là mình mới chia sẻ cho bạn cả hai cách. Có những bạn thì chỉ cần copy cái file kia vào phát là các bạn xử lý luôn. Nhưng có những bạn thì phải dùng cái cách này. Khi mà các bạn đã xóa đến bước này rồi thì các bạn ấn Close. Các bạn chờ một chút, nó hiện chữ Scan này, các bạn ấn Scan. Thì đây là cái bước mà nó sẽ xóa sạch cái Nvidia này đi. Rồi chúng ta ấn Select All, ấn Delete, ấn Yes, Select All, Delete, Yes. Rồi, kéo xuống dưới. Các bạn có thể thấy là cái phần mềm Nvidia Expansor đấy nó đã bị mất rồi không? Mất rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải tải lại cái phần mềm mới. Thì mình tắt đi. Chúng ta lại vào website thôi. Tại đây thì các bạn hãy vào cái website này. Đây, nvidia.com suộc đây. Cái này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả clip để cho các bạn click cho nhanh nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể vào Google
các bạn ghi cho mình chữ NVIDIA này. Đây, GeForce Experience này. Các bạn có thể ghi cái từ khóa này vào Google thì nó sẽ ra cái những cái trang này. Thì các bạn hãy vào cái trang này, NVIDIA.com này, download này. Các bạn kích vào thì nó cũng ra cái trang GeForce Experience này thôi. Khi mà nó vào cái trang này rồi, chúng ta hãy ấn vào phần download để chúng ta tải phần mềm này về. Khi các bạn ấn vào đây thì nó sẽ tải cái phần mềm về đây. Nó rơi vào tầm hơn 100 MB. Cái này thì nó cũng tải khá là nhanh thôi, mà nó cũng tùy thuộc vào cái tốc độ mạng của các bạn. Tại đây thì chúng ta chờ một chút thì nó sẽ tải cái phần mềm này về. Khi nó tải xong rồi, chúng ta có thể kích vào để chúng ta cài luôn, hoặc chúng ta kích vào đây, ấn vào hiển thị thư mục. Thì đây chính là cái phần mềm GeForce Experience V326 tại thời điểm này của mình. Mình vừa mới tải về. Bây giờ mình tắt website đi nhé. Bây giờ mình sẽ click vào để mình cài. Các bạn chờ một chút để cho nó khởi động cái cài đặt. Đây, đến đây các bạn có thể ấn agree. Lại chờ đợi. Đây là quá trình nó đang cài đặt. Có một số bạn ấy, có một số bạn sau khi mà các bạn xóa xong cái phần mềm, người ta gọi là phần mềm NVIDIA GeForce Experience này. Đây, cài xong này. Thì các bạn xóa xong rồi các bạn hãy thử vào lại game nhé. Nó không báo cái lỗi nữa đâu. Nhưng mà đôi khi là cái phần mềm nó cần phải có, thì các bạn vẫn phải cài vào nhé. Đây, sau khi các bạn cài xong rồi thì ở trên màn hình nó có một cái phần mềm là GeForce Experience này. Và cái này hiện thị cái bảng này thì chúng ta tắt đi thôi. Không quan trọng cái bảng này. Đấy, tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ vào game thử nhé. Vào game này. Xem còn bị không nhá. Ok, không bị nữa rồi. Đúng không? Đấy. Các bạn có thoát đi ấn lại nó cũng không hề bị nữa. Như vậy là cái vấn đề của mình đã được giải quyết rồi đấy. Bây giờ thì các bạn có thể vào các cái ứng dụng hoặc là những cái mục này đều không bị một cái gì luôn. Đấy. Mình có vào thoải mái những cái này. Không bao giờ bị cái lỗi nữa. Chứ bình thường là vào một số cái ứng dụng hoặc là vào có cái phần là nó toàn báo cái lỗi đấy, rất là khó chịu. Rồi. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong vấn đề liên quan đến GeForce Experience bằng hai cách. Các bạn cứ thử đi nhá. Nếu có bất cứ vấn đề gì hoặc chia sẻ gì thêm về cái lỗi này, các bạn có thể comment xuống để chia sẻ cho mọi người. Chào các bạn và chúc các bạn sẽ xử lý cái lỗi liên quan đến GeForce Experience thành công. Bye bye.